Rồi, vâng, chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tiếng Vang Audio ha. Thì trong cái clip, những cái lần clip lần trước á, thì mình đã review về cái dòng micro cài áo thu âm dành cho điện thoại của Shure MVL, hàng chính hãng của Mỹ nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip để test cái chất âm của con micro này để cho các bạn biết được cái chất âm nó như thế nào bằng thực tế luôn ha. Mình đang làm cái clip này luôn. Đó, thì cái âm thanh các bạn đang nghe là của cái micro của trên điện thoại ha, cái iPhone 6 Plus. Thì bây giờ mình sẽ gắn cái micro Shure MVL này vào thì các bạn xem thử coi chức âm nó có thay đổi và nó có khác gì nhiều hơn so với các bạn không dùng micro hoặc là dùng những cái micro khác hay không ha. Rồi, bây giờ gắn vào nha. Rồi, thì bây giờ mình đã gắn cái micro này vào rồi thì hiện tại các bạn đang nghe âm thanh của tiếng của cái micro Shure MVL. Thì các bạn có thể cảm nhận được cái chất âm của micro này nó như thế nào ha. Đó, thì mình chắc chắn thì những cái clip mình đã tạo ra thì chắc chắn bằng cái con micro này thì cái tiếng nó rất là sạch, nó loại bỏ được cái tạp âm. Thì hiện tại mình đang đứng ở cái khu vực có quạt và cũng như là xe chạy bên ngoài rất là nhiều, và cái tiếng mình nó sẽ thu cái dải tần mình nó đầy đủ chi tiết hơn, và tiếng của mình thì nó sẽ rõ ràng hơn và trung thực hơn các bạn ha. Đó, thì vừa rồi đó là cái clip để mình test cái con micro này. Thì nếu các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ Tiếng Vang Audio qua cái số hotline 0937015001, hoặc có thể đến shop của mình không để trải nghiệm sản phẩm này một cách thực tế nhất hơn. Rồi, và đừng quên subscribe kênh của mình để nhận thêm nhiều cái clip bổ ích khác nha. Rồi, xin chào mọi người ha.